Ngày 7 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 26 tháng 7, Phòng BC03 cùng đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thủ Đức phát hiện Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1989, ngụ quận Bình Thạnh, đang giao nhận và vận chuyển 320 áo thun giả thương hiệu ở trước cửa kho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất may mặc VNS tại con hẻm đường Mang Thiện, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tài khai số hàng trên là giả, mua từ công ty này ở quận Gò Vấp do Đặng Thái Huân, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bình Thuận làm giám đốc. Khám xét kho hàng, công an thu thêm 600 bộ quần áo thể thao nhãn hiệu nổi tiếng, xe ô tô. Mở rộng, công an khám xét xưởng may của công ty này ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và thu 8 CPU chứa nhiều tài liệu liên quan việc làm giả các sản phẩm may mặc, máy may, máy in. Phía công ty bị làm giả cho biết, số hàng bị thu giữ đều là giả và cũng không ủy quyền cho Hưng sản xuất. Tổng lô hàng máy móc trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tài và Hưng về tội sản xuất buôn bán hàng giả.